Bách niên quốc sỉ, có nghĩa là 100 năm đất nước bị sỉ nhục. Câu nói này ám chỉ giai đoạn từ năm 1839 tới năm 1949. Trung Quốc đã bị các cường quốc ở châu Âu, Hoa Kỳ và đế quốc Nhật Bản can thiệp, xâm chiếm lãnh thổ. Trong 100 năm đó, Trung Hoa, cụ thể là nhà Thanh, đã thất bại trong tất cả những cuộc chiến mà họ tham gia. Đỉnh điểm là sự thất bại toàn tập trong chiến tranh nha phiến với đế quốc Anh. Nó đã dẫn đến một hệ quả là nhà Thanh buộc phải ký kết những hiệp định bất bình đẳng như Hiệp ước Hoàng Phố, Điều ước Ái Hồn, Cuộc cướp phá Viên Minh Viên và Yêu sách 21 điều của đế quốc Nhật. Tóm lại là trong giai đoạn này, nhà Thanh bị sỉ nhục không thương tiếc. Và đó chính là ký ức của ta, Hoàng đế Đạo Quang của Đại Thanh. Năm đó ta chết không nhắm được mắt, nên ông trời đã cho ta chuyển sinh, quay ngược thời gian để có thể sửa sai. Giờ thì ta đã nắm bắt được hết những sự kiện trong tương lai. Lũ Tây Lông phe này sẽ chết với ta. Đây là Đại Thanh của ta vào năm 1836. Lúc này lũ người Anh vẫn đang tuồn thúc phiện vào đất nước của ta. Theo ký ức kiếp trước của ta thì chỉ 4 năm nữa, tức vào năm 1840, lũ người Anh sẽ phát động cuộc chiến tranh nha phiến với Đại Thanh. Lúc này Đại Thanh ta vẫn đang duy trì 8 quân đoàn tương ứng với Bát Kỳ. Cơ bản thì đội quân này sẽ không phải là đối thủ của người Anh, vì chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi cơn nghiện thuốc phiện tràn lan. Nó khiến cho quân đội Đại Thanh bị giảm 50% sức tấn công và phòng thủ, cộng thêm sĩ khí quân đội bị giảm 75%. Nếu không cải tổ thì theo ký ức của ta, chỉ 4 năm nữa thôi, 20 vạn quân Thanh sẽ đại bại trước 2 vạn quân Anh, một sự sỉ nhục đau đớn. Nhớ lại kiếp trước của ta, là một giáo sư sử học ở một trường đại học lớn, nên hầu như những sự kiện lớn và quan trọng của thế giới trong suốt hàng trăm năm qua, ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Giờ chuyển sinh về năm 1836, trong đầu của ta đều đã hiện rõ bức tranh 100 năm đen tối tiếp theo của Trung Hoa. Với kiến thức của mình, ta nhất định sẽ thay đổi cái quá khứ tồi tệ này. Lúc này, tầng lớp sĩ đại phu, bảo thủ vẫn đang là thế lực nắm trọng quyền, khi nắm trong tay gần 60% lợi ích trong triều. Lũ này ngoài tính sĩ diện ăn vào máu ra thì chả có tí năng lực nào ra hồn. Nên việc ban hành luật phiếu bầu chủ đất để thành lập ra các đảng phái làm đối trọng với tầng lớp sĩ phu này là việc cấp thiết trước mắt. Về phần ngoại giao thì việc thiết lập ngoại giao hảo hữu với Anh và Pháp lúc này là rất quan trọng. Bề ngoài thì giả bộ nghe lời người Anh, bên trong thì âm thầm cải tổ đất nước. Đó mới là thượng sách lúc này. Với một người nắm bắt trước tương lai cả trăm năm thì ta hiểu rằng đất nước rất cần đẩy mạnh công nghiệp hóa. Mà muốn công nghiệp hóa thì việc đầu tiên là phải có nguyên liệu. Tài nguyên sắt chính là yếu tố quan trọng nhất trong tiến trình thay máu này. Cũng may Trung Hoa là một mảnh đất rất giàu tài nguyên, nên Đại Thanh hoàn toàn có thể tự chủ nguồn cung cấp sắt này mà không cần phải nhập khẩu từ bất kỳ ai. Cứ như thế trong vòng 2 năm, Đại Thanh từ nước sản xuất sắt đứng thứ 10 toàn cầu đã nhảy vào lên thứ 4, một bước tiến rất thần tốc. Nhận được một tin vui thì ta lại nhận thêm một tin buồn. Đó là luật đất thổ cư không được thông qua. Sự thất bại của luật này sẽ ảnh hưởng tới khả năng phát triển công nghiệp hóa của Đại Thanh. Chậm ngày nào thì chúng ta sẽ mất lợi thế ngày ấy. Để gia tăng thêm sản lượng sắt thì việc nghiên cứu đầu tư về công nghệ mới là rất cần thiết. Nên ta đã cho nghiên cứu công nghệ động cơ hơi nước khí quyển. Nó sẽ giúp mở khóa công nghệ khai thác khoáng sản bằng động cơ hơi nước, giúp tăng sản lượng lên đáng kể. Nhưng bù lại, động cơ hơi nước này lại cần nguyên liệu là than đá để vận hành. Thời gian nghiên cứu là 5 năm, nên trước lúc đó ta cần phải khai thác một lượng than đá để sau này còn sử dụng. Quân đội Bát Kỳ của Đại Thanh tuy quân số đông nhưng trang bị vẫn rất thô sơ. Sau khi có nguồn cung cấp sắt dồi dào, ta đã quyết định xây dựng nhà máy sản xuất pháo binh cho quân đội. Trong thời kỳ này thì pháo binh là rất quan trọng, công thủ toàn diện. Nếu có đội pháo binh mạnh thì việc phòng thủ trước người Anh là việc không khó. Cũng trong năm 1940 này, đế quốc Anh lại dính vào cuộc chiến với Giáo Hoàng. Liên quân Anh quốc giao tranh với liên quân Pháp, Mỹ, Nga, Áo. Người Anh muốn kiểm soát Sidi, đang nằm dưới quyền kiểm soát của nhà nước Giáo Hoàng, nhưng bị các nước châu Âu phản đối kịch liệt và leo thang thành một cuộc đại chiến châu Âu. Đây là một cơ hội cực kỳ quý giá để ta ban lệnh nghiêm cấm thuốc phiện. Người Anh dù có khó chịu thế nào đi nữa cũng không thể đủ nguồn lực để tấn công Đại Thanh lúc này.
Và thế là sau 5 năm, Đại Thanh đã chính thức cắt cơn thành công. Năng lực quân đội được phục hồi. Giờ thì chúng ta đã hoàn toàn có thể tự vệ được trước các cường quốc. Sau đó, để kiểm soát trị an trên lãnh thổ rộng lớn, ta cho ban hành luật cảnh sát chuyên nghiệp, sẽ giúp Đại Thanh giảm tình trạng hỗn loạn và duy trì an ninh trật tự. Tuy nhiên, luật này sẽ ngốn tới 3.700 điểm hành chính, mà hiện tại điểm hành chính mới có 270 điểm, tức là sẽ âm tầm 3.500 điểm hành chính. Nó sẽ dẫn tới thất thu thuế khoảng 30-40% và sẽ gây áp lực lớn lên ngân khố. Vậy nên ta cần phải tập trung xây dựng cơ quan hành chính để chuẩn bị đối phó với vấn đề này. Tiếp theo, ta mở chiến dịch quân sự nhằm hất cảng người Bồ Đào Nha ra khỏi Macau. Không thể cứ để chúng ngang nhiên buôn bán tự do trên đất của ta được. Với thực lực quân đội đông đảo và được cải tổ mạnh mẽ, quân Bồ Đào Nha nhanh chóng tan vỡ và phải chấp nhận nhượng lại đặc khu Macau vô điều kiện cho Đại Thanh. Như vậy là sau hơn 10 năm, Đại Thanh đã sạch bóng quân thù, không còn bất cứ căn cứ địa nào của lũ người Tây ở đây nữa. Giải quyết xong lũ Tây Lông, thì ta lại gặp một vấn đề lớn. Đó là dân số của Đại Thanh rất đông, nhưng số lượng công việc thì không thể đáp ứng đủ. Cả nước có gần 30 triệu người thất nghiệp, chiếm khoảng 8% dân số, một con số khá cao. Nếu cứ để mặc tỷ lệ thất nghiệp cao như vậy, thì tỷ lệ tội phạm, bạo loạn sẽ nổ ra rất thường xuyên. Lâu dần nó sẽ gây ác cảm của người dân lên chính quyền. Nên ta buộc phải ban hành luật tế bần. Luật này sẽ giúp trợ cấp tiền lương thất nghiệp cho người lao động. Hiện tại thì luật này đang có gần 200 triệu người ủng hộ, một con số rất cao. Tuy nhiên, luật này nếu được thông qua thì sẽ lại gây áp lực lên hành chính, khiến cho thất thu thuế sẽ vọt lên ngưỡng 50%. Chưa kể, triều đình phải chi một khoản tiền là 20% ngân sách để chi trả cho phúc lợi. Tình hình trước mắt khá phức tạp, nên cứ tập trung xây dựng cơ quan hành chính trước đã. Mọi chuyện từ từ rồi tính. Đúng như dự liệu, một năm sau thì luật tế bần được dễ dàng thông qua do được ủng hộ rất mạnh mẽ. Điểm hành chính lập tức âm gần 5.000 điểm. Thu ngân sách đang dương 22.000, tụt xuống âm gần 70.000. Bù lại, một lực lượng lớn dân chúng tăng thiện cảm với triều đình, từ hơn 1 triệu người lên gần 13 triệu người. Để tránh thâm hụt ngân sách, nên ta đã phải đốc thúc việc nâng cấp cơ quan hành chính ở khắp cả nước, nhằm nhanh chóng kiểm soát dòng tiền đang bị thất thoát. Sau đó, ta tiếp tục giới thiệu lại bộ luật phía bầu chủ đất để nhanh chóng phá bỏ chế độ phong kiến đã tồn tại cả nghìn năm ở Trung Hoa. Nhận thấy cuộc khủng hoảng lần này khó có thể giải quyết sớm được, nên ta buộc phải cắt giảm bớt quân đội, ban lệnh giải ngũ 200.000 quân nhân của quân đoàn Tương Hoàng Kỳ. Nhờ đó ta đã tiết kiệm được hơn 40.000 tiền chi của ngân sách. Sau đó ta kết hợp nghiên cứu công nghệ lưu trữ trung ương giúp tăng 25% năng lực thu thuế, đồng thời sẽ giúp các cơ quan hành chính mở khóa cấp độ 3, từ đó gần như chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề thiếu hụt điểm hành chính hiện tại. Nhờ những chính sách kịp thời và hợp lý, ngân khố của Đại Thanh nhanh chóng hồi phục và đạt ngưỡng tăng trưởng dương chỉ sau một năm. Tuy nhiên, hết bão thì sẽ tới lũ. Chưa yên ổn được bao lâu thì đế quốc Anh nổ súng xâm lược Đại Nam. Với kiến thức kiếp trước của ta, Đại Nam sau này sẽ là một cường quốc tầm trung ở khu vực Đông Nam Á và là một nước rất quan trọng trong bàn cờ chính trị ở khu vực Đông Nam Á nói riêng và Đông Á nói chung. Vậy nên tuyệt đối không được phép bố láo với Đại Nam. Phải tôn trọng và ủng hộ Đại Nam trong mọi hoàn cảnh. Cuộc xâm lược của đế quốc Anh và Đại Nam, ta chắc chắn sẽ phải ngăn cản bằng được. Bước vào cuộc chiến, Đại Thanh huy động 3 quân đoàn, chia ra phòng thủ bờ biển và bảo vệ Đại Nam. Tuy có sự giúp sức của Tây Ban Nha, nhưng cũng không hy vọng gì, vẫn phải là tự thân vận động thôi. Quân đội Bát Kỳ sau 20 năm đổi mới thì đã mạnh và kỷ luật hơn trước rất nhiều, hoàn toàn đủ khả năng phòng thủ trước người Anh. Quân Anh không thể đổ bộ vào được, nên đến đầu năm 1855, đế quốc Anh đành phải ký hòa ước, rút quân mà không đạt được bất kỳ điều gì. Đối với Đại Thanh thì trận hòa này không khác gì một chiến thắng, khi mà nó là một bài test cực kỳ chất lượng cho quân đội Bát Kỳ. Giờ đây chúng ta hoàn toàn đủ khả năng đánh sòng phẳng với các cường quốc trên thế giới rồi. Nhận thấy cả thế và lực đều đã có đủ, ta quyết định tạo lập khối quân sự Đông Á nhằm đối trọng với châu Âu. Liên minh quân sự này sẽ có các thành viên chủ chốt là Đại Thanh và các nước ở Đông Á và Đông Nam Á. Đại Thanh sẽ phải có nghĩa vụ bảo vệ đồng minh và chia sẻ lợi ích chung với đồng minh của mình.
Tất nhiên thì hiện tại khối mới chỉ có Đại Thanh và các chư hầu của Đại Thanh là Tây Tạng và Triều Tiên mà thôi. Chúng ta cần xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng để có thể xây dựng khối liên minh bền chặt và mạnh mẽ. Và rất nhanh chóng, chúng ta đã có cơ hội để tăng hảo cảm với Đại Nam. Đó là vào năm 1862, Pháp chính thức nổ súng xâm lược Đại Nam. Đại Nam đã vội vàng kêu gọi sự hỗ trợ từ Đại Thanh. Và tất nhiên, chúng ta sẽ không được phép từ chối. Bảo vệ an ninh trật tự trong khu vực là trách nhiệm của chúng ta, tuyệt đối không được thoái thác. Vì Đại Nam, Đại Thanh sẽ dâng hiến tới những giọt máu cuối cùng. Tất nhiên đến đế quốc Anh còn không bước nổi một chân lên bờ biển của Đại Thanh, thì quân Pháp đâu có đủ tuổi để sánh vai. Hải quân Pháp hoàn toàn bất lực trước hỏa lực của Đại Thanh, hoàn toàn bế tắc trong việc đổ bộ quân đội, nên chỉ sau 2 năm đã phải ký hòa ước và rút quân về nước. Về phía Đại Nam, sau khi nhận được sự giúp đỡ nồng ấm từ Đại Thanh, mối bang giao giữa hai nước đã tăng lên rất cao và đã chấp nhận tham gia khối liên minh quân sự Đông Á do Đại Thanh lãnh đạo. Có thành viên là Đại Nam trong khối, tầm ảnh hưởng của Đại Thanh đã vươn rộng ra khắp Biển Đông và khắp Đông Nam Á. Sau đó, nhân lúc đang còn thời hạn hòa ước với hai siêu cường là Anh và Pháp, Đại Thanh nhanh chóng phát động cuộc chiến xâm lược các nước ở bán đảo Đông Dương. Lần lượt, Lào, Siêm và Chiang Mai bị khuất phục. Lúc đầu Đại Thanh tính chiếm đóng xong rồi bàn giao lại cho Đại Nam cai quản, nhưng phía Đại Nam lại từ chối, nên ta đành phải thành lập nhà nước Lào riêng. Nếu tạo được một khối thống nhất ở Đông Nam Á thì sẽ tốt hơn, nhưng người dân Đại Nam lại không thích đô hộ những dân tộc khác, nên ta sẽ tôn trọng quyết định của họ. Tiếp theo, trước việc năng lực hành chính liên tục âm, nên Đại Thanh đã nhanh chóng thành lập tập đoàn sản xuất giấy Tứ Xuyên để giúp tăng thêm 10% điểm hành chính, một giải pháp tạm thời chữa cháy cho tình thế cấp bách lúc này. 4 năm sau, trong lúc Đại Thanh đang ban hành luật đất thổ cư, thì phe Sĩ Phu đã đứng dậy làm cách mạng màu. Vì nếu bộ luật này được thông qua thì họ sẽ mất khá quyền lực. Khi mà không còn là phe duy nhất sở hữu đất đai nữa, mọi tầng lớp lúc này đều sẽ có quyền cầm sổ đỏ cất két. Qua đó cũng giảm đáng kể sức mạnh chính trị của họ, nên không khó hiểu khi đây là phe phái phản đối dự thảo luật đất thổ cư mạnh mẽ nhất. Mọi nỗ lực để ngăn cản một cuộc nội chiến đã thành công, khi triều đình đã kịp thời thông qua được bộ luật đất thổ cư trước khi cuộc cách mạng nổ ra, qua đó tránh được một cuộc tàn sát lẫn nhau đầy đẫm máu. Mọi chuyện dần đi vào ổn định. Đại Thanh có 5 năm phát triển yên ổn. Đến năm 1876, trước sự lớn mạnh của công ty Đông Ấn, Đại Thanh lo ngại rằng Miến Điện sẽ sớm rơi vào tay người Anh. Cộng thêm, trong ký ức kiếp trước, Miến Điện sẽ là thuộc địa của người Anh vào năm 1854. Tuy ta đã thay đổi lịch sử, nhưng dã tâm của người Anh thì vẫn còn đó. Cổ nhân có câu châu chậm thì uống nước đục. Bãi nước đục này ta sẽ nhường cho lũ người Anh húp. Thế là vào năm 1876, cuộc chiến thôn tính Miến Điện đã nổ ra. Người Miến chỉ có duy nhất Tây Ban Nha đến giúp. Trước giờ thì ta chưa bao giờ để lũ Tây Ban Nha ở trong mắt, nên sẽ không có chuyện chúng cản được quân đội Bát Kỳ thiện chiến của Đại Thanh. Cuộc chiến ngã ngũ vào năm 1878 với chiến thắng áp đảo của Đại Thanh. Miến Điện có sự bảo hộ của Đại Thanh, đồng thời gia nhập vào Liên minh quân sự Đông Á. Xong chiến dịch quân sự ở Miến Điện, Đại Thanh đi vào khoảng thời gian 5 năm yên ổn để phát triển kinh tế. Mọi thứ đang ổn định thì vào năm 1883, đế quốc Anh bất ngờ tuyên bố xâm lược Triều Tiên, một đòi hỏi hết sức vô lý. Đã thế chúng còn liên kết được với đế quốc Nga để đánh Đại Thanh ở phía Bắc, tạo thế bao vây tứ bề thọ địch hết sức hung hiểm. Trước hiểm cảnh này, triều đình Đại Thanh nhận thấy rằng quân đội Bát Kỳ đang thiếu nhân lực trầm trọng để phòng thủ trên một đường biên giới dài hàng ngàn cây số ở phía Bắc, nên bắt buộc chúng phải điều động thêm quân dự bị lên tiền tuyến. Vậy là các quân đoàn Bát Kỳ bổ sung thêm hàng trăm ngàn quân dự bị. Bù lại thì áp lực hậu cần và ngân sách ngày càng thâm hụt, khiến cho Đại Thanh phải tạm thời dừng xây dựng các công trình của chính phủ để tránh rơi vào vòng xoáy nợ nần. Cuộc chiến diễn ra rất ác liệt. Đến cuối năm 1886, tức mới chỉ qua 2 năm mà số lượng thương vong đã chạm đến con số 2 triệu người ở cả hai phe. Liên quân Anh-Nga là phe chịu tổn thất nặng nhất với gần 1,3 triệu người chết và 1,4 triệu người bị thương, trong khi phe Thanh Triều chỉ là hơn 600.000. Trước tình hình bị tổn thất rất nặng về người và của mà vẫn không đạt được một tí thành tựu nào, nên sang năm 1887,
Liên quân Anh Nga buộc phải ký hòa ước và rút quân. Như vậy là một lần nữa dưới sự chỉ đạo của ta, Trung Hoa đã ngăn chặn thành công lũ đế quốc thực dân xâm hại lãnh thổ. Sang năm 1888 thì luật nhà nước vô thần được thông qua, bổ sung thêm 200 điểm thẩm quyền, rất quan trọng để đánh thuế tiêu dùng, tăng thêm thu nhập cho ngân sách. Sau đó, số đông yêu cầu ban hành luật Cộng hòa Tổng thống. Về cơ bản thì luật này sẽ giúp đất nước phát triển hơn. Thế nhưng, như thế thì ta sẽ hết vai trò chèo lái Trung Hoa. Công việc này sẽ buộc phải giao lại cho người sau. Thật sự thì ta không yên tâm. Nhưng trước sức ép bủa vây từ nhiều phía, ta buộc phải đề xuất bộ luật này. Với sự ủng hộ cao như thế này thì gần như chắc chắn bộ luật này sẽ được thông qua. Hy vọng rằng với những di sản mà ta đã gây dựng, con cháu sẽ biết tận dụng, đoàn kết và phát huy để đưa Trung Hoa giàu mạnh hơn nữa. Thế là cuộc chuyển giao quyền lực diễn ra vào tháng 1 năm 1892. Chế độ quân chủ chuyên chế chấm dứt ở Trung Hoa. Ta bàn giao Ngọc Tỷ lại cho chính quyền mới. Chính thức là một công dân của một Trung Hoa mới. Từ giờ cho tới năm 1936, thời điểm ta phải quay về thực tại còn tới 44 năm nữa. Thế nên ta sẽ xem liệu rằng triều đình mới sẽ cai quản Trung Hoa ra sao. Nghỉ hưu được 2 năm thì ta nghe tin Liên quân Anh Nga tiếp tục gây sự. Lần này là đòi kiểm soát Hồng Kông, chiếm Đại Nam và chuyển giao Chiang Mai. Chính phủ Trung Hoa vẫn giữ truyền thống kế thừa từ ta, đó là bảo vệ lợi ích của đồng minh khối Đông Á. Huy động rất nhiều quân chính quy và dự bị tham chiến cuộc chiến này. Lần này thì quân số của khối quân sự Đông Á đông đảo hơn hẳn với gần 1 triệu quân, trong khi Liên quân Anh Nga chỉ có hơn nửa triệu quân. Chiến trường chính sẽ là ở phía Bắc Trung Hoa và biên giới phía Nam của Chiang Mai. Quân đội Trung Hoa sẽ ưu tiên đánh Xiêm trước, rồi sau đó mới dồn quân lên phía Bắc để đánh Nga. Một chiến thuật hợp lý. Chúng ta đang thế thủ thì chẳng việc gì phải vội vàng, cứ đánh chậm mà chắc, thời gian sẽ ủng hộ chúng ta. Đúng như dự đoán, Liên quân Anh Nga dồn gần như toàn bộ quân ở mặt trận phía Bắc của Trung Hoa. Nếu quân đội Bát Kỳ dễ dàng đánh chiếm Xiêm. Tuy nhiên do chia quân ra hai mặt trận, nên quân địch đang có xu hướng thắng thế ở mặt trận phía Bắc khi kiểm soát thành công hai tỉnh biên giới. Giờ phải nhanh chóng giải quyết mặt trận phía Nam để dồn quân lên tiếp ứng cho mặt trận phía Bắc đang giao tranh rất ác liệt. Đến cuối năm 1896, sau khi giải quyết xong mặt trận ở Chiang Mai, 200.000 quân chính Hoàng Kỳ được điều động lên chiến trường phía Bắc với nhiệm vụ giành lại những vùng đất đang bị quân Nga chiếm đóng. Có thêm quân tiếp viện, quân Bát Kỳ nhanh chóng hất cảng quân Nga ra khỏi lãnh thổ. Phía Sa Hoàng thấy tình thế đổ chiều nên đã vội vã rút lui khỏi cuộc chiến. Với việc người Nga đơn phương rời khỏi cuộc chiến, cộng thêm mặt trận phía Nam đang nằm trong sự kiểm soát của Trung Hoa, quân Anh hoàn toàn không có điểm đổ bộ quân đội. Nếu cứ đánh từ biển vào thì sẽ hao mòn quân và tiền bạc, nhưng lại không đạt được bất kỳ thành tựu gì. Cả hai rơi vào thế gằm ghề nhau, nhưng rõ ràng là Trung Hoa có lợi thế hơn khi là nước phòng thủ. Còn quân Anh đánh trận ở chiến trường xa nên chi phí hàng hóa vật tư sẽ đắt đỏ hơn. Đang giao tranh ác liệt với người Anh thì bất ngờ quân Mỹ nổ súng xâm lược Đại Nam. Một lần nữa, Trung Hoa phải đứng ra để bảo vệ đồng minh và lợi ích của mình trong khu vực. Đối đầu với hai siêu cường đế quốc, khối quân sự Đông Á vẫn không hề run sợ mà vẫn căng mình ra phòng thủ. Tuy nhiên, ngân sách đang thâm hụt tới 200.000, một con số đáng báo động. Dẫu cho nguồn tiền dự trữ vẫn còn, nhưng có lẽ chỉ cầm cự được đâu đó 1 đến 2 năm nữa thôi. Để tạo lợi thế trong việc đàm phán với người Anh, quân đội Trung Hoa đã nỗ lực tấn công thuộc địa giàu có nhất của Anh quốc là công ty Đông Ấn Đại Anh. Dù đã có những thành tựu lớn trên mặt trận ở đây, nhưng người Anh vẫn không chấp nhận nhượng bộ. Nó đã cay đắng nói lên một thực tế rằng, dù cho người Ấn Độ có đóng góp bao nhiêu vào ngân sách của đế quốc Anh đi chăng nữa, thì người Anh cũng sẽ không bao giờ biết ơn và coi người Ấn Độ chỉ là nô lệ mà thôi. Trước tình hình đó thì triều đình Trung Hoa đành phải chấp nhận ký hòa ước với đế quốc Anh. Cả hai phe rút quân mà không đạt được bất kỳ lợi ích nào. Giờ thì chỉ còn người Mỹ. Với việc lần lượt Nga rồi Anh rút khỏi cuộc chiến trắng tay, thì người Mỹ biết rằng pha cắn trộm này của mình cũng đã thất bại rồi. Thế là đến cuối năm 1899, người Mỹ cũng buộc phải ký kết hòa ước với Đại Nam, tay trắng rút quân. Yên ổn phát triển được mấy năm, thì chính phủ Trung Hoa lại có một kế hoạch rất tham vọng. Đó là giải phóng vùng viễn đông Nga, Siberia. Sau đó sẽ kết nạp khu vực này vào Liên minh Đông Á. Nếu thành công thì gần như 90% lãnh thổ Đông Á sẽ nằm trong tầm kiểm soát của Trung Hoa. Đây là một kế hoạch rất táo bạo và được tung hô ở thời điểm này.
Thế nhưng với một người xuyên không nắm giữ kiến thức của tương lai thì ta hiểu rằng vùng viễn đông Siberia của Nga lúc này cơ bản là vùng đất hẻo lánh. Tuy rằng đây là một nơi có trữ lượng tài nguyên dồi dào và phong phú, nhưng phải cần những công nghệ hiện đại của trăm năm sau mới có thể khai thác được. Chưa kể, để mà đánh rồi ép đế quốc Nga cắt đất thì cũng sẽ hao tổn rất nhiều tiền bạc và nhân lực, mà đổi lại phần thưởng thì lại khá nghèo nàn. Nhưng biết làm sao, ta giờ đã không còn nắm trọng quyền. Chỉ mong cuộc chiến này nhanh chóng kết thúc để Trung Hoa không chịu tổn thất quá nặng mà thôi.
Cuối cùng, sau 8 năm viễn chinh dòng dã, quân đội Bát Kỳ đã đánh chiếm tới thủ đô của đế quốc Nga là Saint Petersburg, ép Sa Hoàng phải cho Siberia ly khai. Một chiến thắng vĩ đại của người Trung Hoa, nó khiến cho toàn bộ các siêu cường trên thế giới phải ngả mũ thán phục, rồi công nhận Trung Hoa là một siêu cường của thế giới. Chiến thắng, Trung Hoa nhận danh hiệu siêu cường số 3 của thế giới. Ly khai thành công Siberia, giấc mộng khối đại đoàn kết Đông Á đã đến rất gần rồi. Người bình thường thì sẽ nhìn thấy cái hào nhoáng trước mắt. Còn ta với kiến thức sâu rộng của mình, ta hiểu rằng Trung Hoa chắc chắn sẽ toang. Cuộc chiến với Nga đã bào mòn Trung Hoa đến kiệt quệ. Hậu quả sau cuộc chiến này là không thể đong đếm được. Sau cuộc chiến, khoản nợ chính phủ là rất lớn. Nhưng công cuộc phát triển thì không thể nào dừng lại được. Chính phủ phải tiếp tục xây dựng hạ tầng để phục vụ mật độ dân số ngày càng đông. Cứ thế nó tạo nên áp lực vào ngân sách đang thâm hụt rất nặng. Rồi điều gì đến cũng phải đến. Sau chục năm rơi vào vòng xoáy nợ nần chồng chất, chính phủ Trung Hoa cuối cùng cũng phải tuyên bố phá sản vào cuối năm 1931. Trung Hoa rất hạng thảm hại. Cả nước dân chúng phẫn nộ, đứng lên biểu tình đập phá. Một bức tranh đầy u ám. Một căn bệnh đã không thể cứu chữa được nữa. Sau đó, cuộc cách mạng của phe tiểu tư sản nổ ra và giành chiến thắng, chính thức xóa sổ nền dân chủ Trung Hoa. Thay vào đó, lập lại chế độ quân chủ chuyên chế. Tất cả đều quay về con số không tròn trĩnh. Mọi công sức đã đổ sông đổ bể. Cuộc hành trình xuyên không của ta đã đến hồi kết. Sau chuyến đi này thì ta rút ra một kết luận rằng đáng lẽ ta nên uống hết bát canh mạnh bà, đầu thai để quên hết quá khứ. Chứ đầu thai chuyển sinh, sau nhìn cảnh này, nó chỉ tổ thêm nhục chứ làm gì đâu. Thôi, ta về đây. À, nếu anh em xem video này thấy hay thì nhớ like và subscribe ủng hộ thanh niên Mr. Legend này nhé. Chào tạm biệt và hẹn anh em ở những series từ tầm thường đến vĩ đại tiếp theo. Bye bye. Hãy